Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Loại củ rẻ như cho ở Việt Nam, không ngờ là thuốc quý, chống 8 bệnh ung thư, chữa được đủ bệnh, đặc biệt là dạ dày và xương khớp. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị thân mến, trong đời sống ẩm thực của người dân Việt Nam ta, không thể thiếu các loại gia vị phải không nào? Các loại gia vị không chỉ để tăng thêm hương vị cho món ăn, mà còn giúp tăng dinh dưỡng cho bữa ăn gia đình. Bạn có thể thoải mái lựa chọn các loại gia vị nấu ăn đa dạng và chắc chắn sẽ không thể thiếu củ riềng, đúng không nào? Củ riềng có giá rẻ như cho mà nhà nào cũng có sẵn trong gian bếp của mọi gia đình. Loại củ này được mệnh danh là thứ gia vị của cuộc sống, là một loại thuốc quý mang nhiều đặc tính chữa bệnh cho con người như chống 8 bệnh ung thư, chữa đau dạ dày và xương khớp cực kỳ hiệu quả mà bạn không cần tìm đến bác sĩ hay uống thuốc. Không dừng lại ở đó, củ riềng còn có nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe mà bạn không ngờ tới. Vậy loại củ rẻ tiền này có những công dụng thần kỳ gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video sau đây nhé. Riềng là loại cây thân thảo, sống quanh năm. Cây trưởng thành có thể đạt tới 2 mét. Lá cây có màu xanh, hình mũi mác. Hoa thường nở vào tháng 5, tháng 8. Rễ riềng mọc ngang và phình to ra, hình thành nên củ. Có màu nâu đỏ khi còn non. Ruột của riềng đặc, có nhiều xơ, màu trắng, vàng. Riềng được trồng và mọc ở hầu hết khắp tỉnh thành đất nước ta. Sử dụng củ riềng đúng cách sẽ mang lại tác dụng cải thiện hệ miễn dịch, giúp hệ tim mạch khỏe mạnh hơn và còn giúp chống lại nguy cơ ung thư xảy ra. Củ riềng còn được sử dụng làm thuốc chữa bệnh trong đông y và tây y nói chung. Thứ nhất, chống 8 bệnh ung thư. Một trong những lợi ích quý báu của củ riềng đó chính là tác dụng chống bệnh ung thư. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh tác dụng ngăn chặn và đẩy lùi các loại ung thư và khối u khác nhau khi sử dụng củ riềng. Loại củ này được chứng minh là có khả năng ngăn ngừa ung thư dạ dày, bạch cầu, u ác tính, ung thư tuyến tụy, ung thư ruột kết, ung thư vú, ung thư gan và ung thư đường mật, ung thư ống mật. Do chứa đặc tính chống oxy hóa và chống viêm cao, riềng có thể làm trợ giảm thiệt hại gây ra cho DNA bởi các gốc tự do và các yếu tố độc hại khác. Thứ hai, chống đái tháo đường. Theo một nghiên cứu được Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ công bố vào năm 2015, chiết xuất methanolic trong củ riềng có khả năng chống đái tháo đường. Các bộ phận của củ riềng có thể kích thích tái tạo các tế bào và tiết insulin trong tuyến tụy. Không những thế, chiết xuất riềng còn được chứng minh có thể ức chế chuyển hóa carbohydrate, hoạt động kiểm soát glucose để riềng ngang bằng với thuốc trị đái tháo đường tổng hợp. Thứ ba, cải thiện sức khỏe tim mạch. Con người có thể sử dụng củ riềng như một phương pháp phòng ngừa bệnh tim và bất kỳ rủi ro nào liên quan đến hệ thống tim mạch của con người. Loại củ này có thể cải thiện sức khỏe tim bằng cách giảm các cơn co thắt tim và cung cấp máu cho tất cả các cơ quan quan trọng. Riềng được sử dụng như một phương thuốc chữa đột quỵ và các bệnh liên quan đến tim khác. Thứ tư, giảm lipid máu và cholesterol. Riềng là loại củ có chứa đầy đủ các flavonoid như kaempferol, quercetin và glanin, v.v. rất hữu ích trong việc làm giảm mức cholesterol cũng như nồng độ lipid trong máu. Các chiết xuất của riềng được khẳng định là có khả năng chống lại synthase axit béo, do đó làm giảm mức cholesterol cũng như chất béo trung tính. Thứ năm, kiểm soát hen suyễn. Củ riềng có khả năng điều trị các vấn đề liên quan đến hệ hô hấp. Loại củ này có tác dụng chống co thắt, hỗ trợ làm giảm đờm cũng như làm giãn phế quản để giảm mức độ hen suyễn. Tương tự như vậy, đặc tính chống viêm của loại củ này có lợi cho việc kiểm soát cũng như chữa các bệnh như hen suyễn và hội chứng suy hô hấp cấp tính. Thứ sáu, nâng cao khả năng miễn dịch. Chứa chất chống oxy hóa, riềng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.
các nghiên cứu khác nhau đã tiết lộ rằng chất xúc polysaccharide có trong riềng có khả năng kích thích, cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn. Thứ bảy, hỗ trợ điều trị bệnh về dạ dày. Như đã nói ở trên, riềng có khả năng chống viêm và vi khuẩn rất tốt. Vậy nên nếu sử dụng củ riềng đúng cách và thường xuyên sẽ giúp điều trị một số chứng bệnh về dạ dày như tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, chướng bụng. Thứ 8. Bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng. Tinh dầu chiết xuất từ củ riềng có thể chống lại nhiều loại vi sinh vật. Nhờ đó, chúng có thể kéo dài thời gian sử dụng cho một số loại thực phẩm. Thêm củ riềng vào các món ăn còn giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh do vi khuẩn Vibrio ở động vật thủy sản chưa được nấu chín. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất từ thân rễ của riềng có thể tiêu diệt vi khuẩn có hại. Tuy nhiên, hiệu quả ức chế có vẻ khác nhau giữa các nghiên cứu. Một vài nghiên cứu còn nhận thấy củ riềng có thể chống lại nấm, nấm men và ký sinh trùng, nhưng vẫn còn tranh cãi về tác dụng này. Thứ 9. Chống viêm và giảm đau. Chúng có chứa HMP, một hợp chất hóa, thực vật có đặc tính chống viêm mạnh, đã được nghiên cứu trong ống nghiệm và trên động vật. Thực tế, thực vật thuộc họ gừng, bao gồm cả riềng, hầu như có tác dụng giảm đau nhẹ. Một nghiên cứu kéo dài 6 tuần ở 261 người bị thoái hóa khớp gối cho kết quả 63% người dùng chiết xuất từ gừng và riềng đã giảm đau đầu gối khi đứng. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm dùng giả dược là 50%. Thứ 10. Tăng khả năng sinh sản ở nam giới. Có bằng chứng cho thấy củ riềng có thể làm tăng khả năng sinh sản ở nam giới. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy số lượng và độ linh hoạt của tinh trùng đã tăng lên những con chuột đực được sử dụng chiết xuất từ củ riềng. Ngoài ra, một nghiên cứu kéo dài 3 tháng trên 66 người đàn ông có chất lượng tinh trùng thấp và cho uống thực phẩm chức năng hàng ngày có chiết xuất từ củ riềng và quả lựu. Kết quả, khả năng di chuyển của tinh trùng ở nhóm này tăng 62% so với nhóm giả dược chỉ tăng 20%. Thứ 11. Trị lang ben hiệu quả. Bài thuốc: củ riềng và cây chuốt chít, mỗi loại 100g, chanh tươi 1 quả. Đem hai nguyên liệu trên giã nát rồi đun nóng cùng với nước cốt chanh tươi để hỗn hợp nguội dần, rồi cho vào bình có nắp kín để bảo quản và sử dụng bôi ngoài da. Bôi lên khu vực bị lang ben sẽ giúp làm giảm đi các triệu chứng và mau khỏi bệnh. Thứ 12. Chữa đau xương khớp. Có thể dùng bài thuốc từ củ riềng để xoa bóp vào những chỗ đau do trật ngã, sang chấn, xương đau, các khớp, vân vân. Bài thuốc như sau: củ riềng phơi khô 20g, thiên niên kiện 16g, quế 24g, thạch xương bồ 20g, trần bì sao 16g, nhân hạt gấc sao vàng 20g, các vị thái nhỏ, bỏ vào chai thủy tinh, đổ ngập rượu để ngâm và xoa bóp. Thứ 13. Hỗ trợ điều trị các vấn đề tiêu hóa. Riềng rất giàu chất xơ và chất phytochemical, hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa hiệu quả. Những người bị loét dạ dày có thể sử dụng riềng để điều tiết và giảm bài tiết axit trong nước bọt, giảm triệu chứng đầy hơi. Nó cũng có tác dụng trong việc giảm chán ăn, đau bụng và điều trị chứng buồn nôn. Một lợi ích khác liên quan đến tiêu hóa của loại thảo mộc này là có thể được sử dụng như một phương thuốc chữa tiêu chảy do tác dụng kháng viêm của nó. Các bạn thân mến, theo y học cổ truyền, riềng có vị cay nồng, tính ấm, do đó có tác dụng giảm đau, xương tấy. Đặc biệt, nếu bạn hoặc người thân đang đau đầu tìm kiếm phương pháp chữa bệnh ngoài da như hắc lào, thì củ riềng chính là một sự lựa chọn tuyệt vời. Chỉ với những cách làm đơn giản dưới đây, bạn có thể dễ dàng thực hiện tại nhà, vừa tiết kiệm chi phí, vừa an toàn, không có tác dụng phụ cho cơ thể mà hiệu quả khiến bạn rất bất ngờ đấy. Theo nghiên cứu và phân tích thành phần từ Tây y, củ riềng chứa các tinh dầu methylcinnamate, diriheptanoi, flavonoi, cinnella, vân vân. Đây là các nhóm chất có khả năng cao trong việc khử trùng, kháng nấm da. Thành ra, dùng riềng để trị hắc lào không chỉ đơn thuần là mẹo dân gian
mà có bằng chứng khoa học rõ ràng. Thứ nhất, đắp trực tiếp bã củ riền. Việc đắp trực tiếp bã riền thế này là cách hiệu quả nhất, mang lại kết quả nhanh nhất. Tuy nhiên phải giới hạn số lần sử dụng, không nên dùng quá một lần một ngày. Đồng thời, vẫn nên kết hợp với những cách khác bên dưới. Vì cơ bản, tác dụng chính của củ riền là bào mòn lớp da nhiễm bệnh trên bề mặt. Thành nếu đắp qua đêm hoặc dùng trong thời gian dài hơn 1-2 tuần, dễ dẫn đến tình trạng đau rát và nổi mụn li ti, dặn hột lên rất khó chịu. Chuẩn bị và thực hiện như sau. Bào vỏ một củ riền, dùng 1/4 củ là được. Cắt nhỏ và giã ra cho thật nát, thật nhỏ. Rửa sạch, lau khô vùng da bị hắc lào. Đắp trực tiếp bã riền lên, nếu được thì lấy miếng vải băng hờ lại. Tầm 50-60 phút sau tháo băng, rửa sạch, lau khô. Mỗi ngày chỉ cần đắp một lần, hiệu quả bào mòn vùng hắc lào rất tốt. Thường chỉ mất 5-7 ngày là thấy hiệu quả. Thứ hai, vắt nước cốt củ riền để thoa. Nước cốt củ riền có thể trị hắc lào khá là hiệu quả. Ngoài việc mỗi ngày đắp trực tiếp bã riền ra, bạn có thể vắt lấy nước cốt riền để sử dụng. Việc dùng nước cốt sẽ giúp bạn linh động hơn và tiện hơn trong việc bôi hàng ngày. Nên kết hợp và xen kẽ vào để đạt kết quả tốt hơn. Chuẩn bị và thực hiện. Một củ riền già sẽ có nhiều tinh dầu hơn. Gọt sạch hết vỏ, nghiền và giã ra cho thật nát. Bọc trong miếng vải muôn, rồi vắt hết lấy nước cốt. Bã thì bỏ đi. Dùng tăm bông gòn bôi lên vùng hắc lào 3 lần mỗi ngày. Buổi tối thì kết hợp với việc đắp trực tiếp bã riền chưa vắt nước cốt 1 lần. Nhờ việc kết hợp trị hắc lào bằng củ riền như thế, chỉ tầm 7 ngày là giảm. Sau đó kiên trì thêm 3-4 tuần nữa là vết hắc lào của bạn sẽ bay hết. Thứ ba, dùng bột củ riền. Bạn nào bận rộn thì có thể dùng bột củ riền thay cho củ riền tươi. Bột củ riền vừa tiện lợi, vừa dễ sử dụng, đỡ phải tốn công chuẩn bị rườm ra như những cách trên. Có thể giúp bạn giảm ngứa và lành vùng da bị tổn thương khá là tốt và hiệu quả nhất có thể. Chuẩn bị và thực hiện. Một muỗng cà phê bột riền, lưng lưng không cần đầy ắp. Hai muỗng cà phê nước ấm, trộn đều cho sền sệt là dùng được. Thoa một lớp mỏng, hỗn hợp này lên vùng da bị hắc lào. Tầm 30 phút sau rửa sạch, lau khô là được. Mỗi ngày dùng 3-5 lần để đạt hiệu quả cao nhất. Dùng bột và cách chữa hắc lào bằng riền dành cho các trẻ nhỏ và bà bầu rất tuyệt. Đỡ tốn thời gian chuẩn bị mà lại hiệu quả cao. Thứ tư, phối hợp riền với chanh để bôi. Thành phần của chanh chứa khá nhiều vitamin C, axit citric, đồng thời có tác dụng giảm ngứa do hắc lào gây ra rất tốt. Với việc kết hợp riền với chanh, bạn hoàn toàn có thể ngủ ngon mà không lo cơn ngứa hành hạ bạn suốt không ngủ được. Chuẩn bị và thực hiện như sau. Một củ riền tươi gọt vỏ, giã nát ra. 1/2 quả chanh. Trộn đều chanh với củ riền đã giã đều lên. Cho hỗn hợp lên chảo với lửa liu riu. Đảo đều lên, khoảng tầm 3 phút sau thì tắt bếp. Đợi bớt nóng chút, rồi thấm ra bông gòn. Hàng ngày bôi lên vùng da bị hắc lào 2-3 lần. Lúc nào ngứa dữ quá thì bạn cứ bôi hỗn hợp chanh với riền lên. Chỉ tầm 5-10 phút sẽ giảm nhanh cơn ngứa cho bạn. Đây là mẹo chữa hắc lào bằng riền, giúp giảm ngứa nhanh và cấp tốc mà thuốc Nam Hoàng khuyên dùng. Các bạn thân mến, củ riền không chỉ ngăn chặn được nguy cơ viêm nhiễm mà còn làm giảm tình trạng nổi mụn nước của hắc lào rất hiệu quả nữa đấy. Sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị đã lựa chọn cho mình phương pháp nào rồi ạ? Hãy tự áp dụng và cho chúng tôi phản hồi bằng cách bình luận bên dưới video quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.